chấn động chưa từng có về tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý thiên chủ tuổi Tân Dậu thân mến, trong cuộc đời này sẽ có những giai đoạn mà bạn bắt buộc phải đối mặt với khó khăn, bế tắc, thậm chí là nghĩ tới việc muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi tất cả. Quả thực, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng và không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải toàn hoa hồng. Và muốn nếm trải trái ngọt thì bạn phải là người gieo hạt, kiên nhẫn, chăm sóc cây từng ngày và kiên trì cho đến tận cùng. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã dự đoán ai khổ thì khổ. Nhưng đối với tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng, được thần Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển được càn khôn, tiền bạc kéo đến ầm ầm, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, trả sạch nợ nần, mua nhà, mua đất, mua xe mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy vận trình của quý thiên chủ tuổi Tân Dậu Nam Mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? 3 cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để giải hung hóa cát, chiêu mời quý nhân? Thì ngay sau đây, xin mời quý thiên chủ tuổi Tân Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Nam Mạng tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Long Tàng Chi Kê, được trời Phật bảo hộ, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to trong năm Giáp Thìn 2024, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đặc trưng tính cách người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, Nam Mạng. Tân Dậu, sinh năm 1981, hay còn được gọi là Long Tàng Chi Kê, gà trong lồng, Nam Cung Khảm Thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh. Tân Dậu theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc, Thạch Lựu Mộc, tức cây Thạch Lựu, tương sinh, hỏa, thủy, tương khắc, thổ, kim. Tân Dậu với nạp âm hành mộc, do can tân kim ghép với chi dậu kim, tức là can và chi cùng hành kim, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, ít gặp trở ngại, từ tiền vận đến trung vận, hậu vận ít thuận lợi, thường gặp trở ngại và nhiều điều không xứng ý thuận lòng. Vì can chi khắc nạp âm, Tân Dậu chứa nhiều kim tính trong tuổi, khi lớn tuổi dù kim vượng hay suy thiếu chất hỏa kiềm chế, các bộ phận như phổi, ruột dễ có vấn đề, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Tân Dậu có đầy đủ đặc tính của can tân, thận trọng, sắc sảo, thẳng thắn cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng. Chi Dậu thuộc chòm sao kim ngưu, nên rất chịu khó cần cù siêng năng, chăm chỉ đúng giờ giấc. Mẫu người có đầu óc trật tự, ít khi to tiếng với ai, nhưng lúc tranh cãi thì bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, tầm nhận xét rất tinh tế trước khi có một vấn đề nào đó xảy ra, luôn đi trước các người khác một bước, phán đoán công việc cực kỳ chính xác, nên hậu quả công việc thường vượt quá sức tưởng tượng, có khiếu về quản trị, tài chính, kể cả văn hóa nghệ thuật, lại mang nhiều tham vọng, nên luôn luôn hướng tới mục đích đã vạch sẵn đến cùng, ít khi chịu bỏ dở. Tuổi Tân Dậu Nam Mệnh, có thiên can mang chữ Tân, có các sao Cự Môn, Thái Dương, Văn Khuê, Văn Xương và Tứ Hóa, là người thích hợp với các ngành nghề, cần sử dụng nhiều về lời nói, như ngoại giao, nhà giáo, ca kịch sĩ hay môi giới thương mại. Với can chi cùng hành, tiền bạc dễ tạo, sự nghiệp dễ thành, nhưng với tuổi Mạng tương khắc, khó tránh khỏi thăng trầm, duyên tình không thuận. Hơn nữa, quý anh với bản chất hiền lành, không ham lợi danh, thích cuộc sống thoải mái, ít chịu dành dụm nên sự nghiệp chậm thành. Tiền vận cũng có những thành công đáng kể, nhưng duyên tình rối ren, không an cư nên khó lạc nghiệp, phải đi vào trung vận gia đình sự nghiệp được vững vàng. Nếu đừng quá nặng về tình cảm, sự nghiệp ngày càng tăng trưởng theo tuổi tác, hậu vận phú túc nhàn an. Cuộc đời tuổi Tân Dậu Nam Mệnh được hư không tạng Bồ Tát ban cho trí tuệ, nên từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ. Người tuổi Tân Dậu là những người kính trọng bố mẹ, biết gìn giữ tình cảm gia đình anh em, tuy vậy, anh em không được gần nhau, mỗi người một nơi. Tân Dậu thuở nhỏ tính cách đã có phần hơi hướng nội và ít khi tiếp giao với bạn bè, lớn lên, do cuộc sống mưu sinh, nên Tân Dậu có thể thích nghi và nhanh chóng trở thành những con người nhanh nhẹn hoạt bát. Họ mạnh mẽ cá tính và sẵn sàng che chở bao bọc cho những người mà mình yêu thương sâu sắc. Họ cũng nổi tiếng là người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng, bởi vậy mà tuổi Tân Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.
Nam giới tuổi Tân Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Có những người tuổi Tân Dậu rất hài hước, năng động hoạt bát trước đám đông, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Tân Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, Tân Dậu cũng có nhược điểm là dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Điều này đôi khi khiến con giáp mắc phải những sai lầm trong cuộc sống. Khi làm việc, nam tuổi Tân Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Bù lại, người này tâm tính ngay thẳng, khoan dung, trí nhớ tốt và tự tin thể hiện mình. Từ 44 đến 50 tuổi, đây là những năm đẹp nhất trong cuộc đời, làm gì cũng thành công, xây dựng được sự nghiệp ổn định vững chắc. Đặc biệt, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, mệnh thạch lựu mộc, có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên cũng thường xuyên lâm vào cạnh phá tài, cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên con giáp này tốt hơn hết, chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân mà còn vừa mua bực vào mình. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Tân Dậu trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Tân gặp giáp là bình hòa, công việc ngày càng thuận lợi, thu được nhiều lợi ích cả về danh tiếng và tiền bạc, xuất hiện cơ hội thăng tiến trong giai đoạn này, người thực sự bản lĩnh sẽ được như ý nguyện. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn, lâm cục diện nhị hợp, báo hiệu vận quý nhân vượng, làm gì hay đi đâu đều có người trợ giúp, những ai làm lãnh đạo có đội ngũ tay chân cấp dưới trung thành được việc, nên ngày càng tiến xa hơn trên con đường công danh, sự nghiệp, tiền bạc ngày một gia tăng, đời sống vật chất đủ đầy. Xét về ngũ hành, bản mệnh tương sinh cho lưu niên, nhìn chung công việc vẫn khá thuận lợi, nhưng hao tổn tiền, hại sức khỏe. Tiểu kết, bước sang năm 2024, vận khí của nam mạng Tân Dậu sinh năm 1981 được dự báo là sẽ có nhiều bước tiến triển khá lý tưởng. Công việc thu về nhiều thành quả tích cực, kéo theo cả danh tiếng và tiền bạc đều rất dư giả. Bản mệnh còn có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người hỗ trợ. Dù nắm chức vụ nào thì bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Sự nghiệp rạng rỡ như mặt trời ban trưa, gia đình con cháu được nhờ vả. Thứ hai, xem tử vi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Tân Dậu nam mạng gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ những việc như mua bán bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về cả tài lộc, lẫn sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Khi gặp sao Thái Âm trong năm đương số, thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9, sang tháng 11 thì kém may mắn, vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao Thái Âm thuộc hành thủy. Khi thủy khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi, nhiều người nội tâm trầm cảm, suy nghĩ nhiều u buồn lo lắng. Với bản chất là một sao trị tài phú, người xưa nhắc nhở, khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10 11 vạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Sao Thái Âm còn tượng trưng cho mặt trăng với ý nghĩa soi sáng tỏ tường. Trong năm nếu có sao này chiếu mệnh thì vận hội thành công như vũ bão. Năm có sao Thái Âm chiếu chủ về danh lợi, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt trong năm, sao này chiếu nên bản mệnh làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản như buôn bán nhà đất, sửa chữa, xây dựng sẽ nhận được nhiều cát lợi, từ đó thu bội tiền bạc. Nếu là nam giới, khi gặp sao này chiếu mệnh,
thì tiền tài công danh lẫn sự nghiệp rất phát triển, họ sẽ có nhiều cơ hội làm giàu trong kinh doanh, cũng như có được sự giúp đỡ từ quý nhân. Nữ giới khi gặp sao Thái Âm thì sẽ có một năm tràn ngập niềm vui, tiền tài danh vọng và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý cẩn trọng. Đặc biệt, người đang có bệnh tật lại càng không nên chủ quan, tiền tài dư giả nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ đó là tháng 10, 11 âm lịch, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, tuổi Tân Dậu nam mệnh nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hành thì sẽ luôn may mắn bình an. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Tân Dậu, theo niên hạn là Diêm Vương. Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương vừa là hạn tốt, vừa là hạn xấu, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay đau ốm bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy, hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu vừa tốt, tốt với trường hợp gia chủ, có sức khỏe ổn định bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi, chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng, chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho vị thần cai quản cõi âm người chết, nhắc đến niên hạn này, luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương. Với người đau ốm bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người khỏe mạnh bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra tiền của, vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Tân Dậu, nam mạng. Gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương, trong năm 2024, tuổi Tân Dậu nam mạng đã phần nhiều chịu thua thiệt về bản thân bởi ngựa chiến đông sông Tây Đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, để rốt cuộc mình lại bị thương, công việc vì thế mà cũng khó đạt được thành quả như ý nguyện. Chuyện tình cảm không có gì tiến triển mới mẻ, cuộc sống hôn nhân bình bình trôi qua, trong cả đắng cay ngọt bùi, người độc thân vẫn đang mải mê phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi hạnh phúc cá nhân. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Tân Dậu, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Tân Dậu không phạm tam tai, công việc nếu có mở mang thêm cũng sẽ đạt được kết quả tốt, tiền bạc không ngừng gia tăng, đẩy mạnh làm ăn càng có cơ hội hái ra tiền. Kim lâu năm 2024. Tuổi Tân Dậu phạm kim lâu xúc, nếu tiến hành mua hoặc xây nhà trong năm, điều này khiến cho công việc gặp trở ngại, con đường thăng tiến bị chặn ngang, nếu chăn nuôi trồng trọt cũng thua lỗ, vậy nên gia chủ cần cân nhắc kỹ việc làm nhà. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Tân Dậu không phạm hoang ốc, nếu tiến hành làm nhà trong năm Giáp Thìn, tiểu kết. Trong năm 2024, đương số phạm kim lâu nên không thích hợp để đứng ra tiến hành việc mua bán, xây dựng sửa sang nhà cửa, kẻo gặp những bất trắc về sau, nếu vẫn muốn thực hiện có thể làm thủ tục mượn tuổi. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Tân Dậu nam mạng. Sang năm 2024, đương số đón nhiều may mắn và có cả những kỳ vọng mang tính bùng nổ, nhờ tác động tích cực của cục diện nhị hợp mà mọi phương diện cuộc sống đều có những bước tiến triển đáng kể. Dựa trên mối tương quan giữa can chi ngũ hành của bản mệnh và lưu niên Giáp Thìn, đồng thời sẽ tác động nặng nhẹ của hệ thống sao chiếu mạng mà Minh Đường Tử Vi đưa ra. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Tân Dậu, nam mệnh trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, nhờ nhị hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm thái âm cát tinh soi chiếu, công việc của tuổi Tân Dậu nam mệnh trong năm 2024, dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điểm báo thăng tiến mạnh mẽ về đường công danh. Năm 2024 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, dù bước chân vào một môi trường mới, cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích
để bạn có thể vượt qua khó khăn. Hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các tinh hoa cái và thiên quan, mang tới các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2024. Dân kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do, sẽ có một năm kiếm tiền như hái, có thể cân nhắc việc mở rộng quy mô bằng cách hồn hạp làm ăn với người có cùng chí hướng, tỷ lệ thành công cao. Với ai có ý định khởi nghiệp cũng nên mạnh dạn tiến hành, sớm một cũng gặt hái thành quả cát lành. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác động của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về phương diện tài lộc, dưới sự hỗ trợ của các cục nhị hợp, tài lộc trong năm của tuổi Tân Dậu Nam Mạng khá tốt, dù làm trong lĩnh vực nào, cũng có cơ hội thể hiện bản thân, tiền bạc hanh thông bất ngờ, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn tìm được chỗ đứng trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn, ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân, nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí, càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình, tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt, khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với những ai có ý định khởi nghiệp lĩnh vực mới, thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là, bạn phải rạch rõ ra các bước và mục tiêu của mình. Có như vậy, thì khi gặp khó khăn, cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên, không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương, những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá, cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những người nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, tuổi Tân Dậu Nam mệnh cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu, tiểu hao cho thấy. Nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình đang có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Về tình cảm gia đạo, cũng may trong gia đình mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn khá bình ổn. Tuy nhiên, do chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình, nên đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, vẫn xảy ra những mâu thuẫn, trục trặc nhỏ bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng, bạn và người ấy hãy học cách quan tâm, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hai người nên hâm nóng tình cảm, hãy lên kế hoạch đi chơi, du lịch cùng gia đình, chớ để cho tình cảm dần dần nguội lạnh, đôi bên thờ ơ, ai làm việc của người ấy nhé. Với người còn độc thân, bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác, cái nhìn tiêu cực trong tình yêu khiến bạn cứ mãi duy trì cuộc sống độc thân và chối từ những cơ hội gặp gỡ tìm hiểu đối phương. Về mặt sức khỏe, do tác động của hung tinh nên người tuổi Tân Dậu cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay. Bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với những người cần thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh. Dù cuộc sống bận rộn, vất vả thế nào đi nữa, bạn cũng không nên làm việc quá sức, để khi đổ bệnh rồi, lại phải tốn công, tốn tiền chữa trị đấy quý anh Tân Dậu nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mệnh Tân Dậu, sinh năm 1981. Cách kích hoạt các tính của sao Thái âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy. Nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, to bát xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản,
Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm đến tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở mức ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, khi đã bước qua tuổi 44 thì cũng đã chiêm nghiệm nhiều điều trong đời. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, có 3 điều cổ nhân dạy không làm quá phận sẽ giúp Tân Dậu tránh xa tai họa, một đời bình an. Có một câu cổ ngữ, thiên đạo kỵ đầy, nhân đạo kỵ hoàn hảo, mọi thứ trên đời đều kỵ trạng thái đỉnh cao hoàn hảo, vật cực tất phản, cực thịnh sẽ dẫn đến suy vong. Nếu quá truy cầu hoàn hảo thì sự việc sẽ đem đến kết quả ngược lại. Trong đối nhân xử thế, chúng ta cần chú ý giữ đúng chừng mực, cố gắng làm tốt 3 điểm dưới đây. 1. Đừng nói đến hết lời. Người xưa từng nói, suy nghĩ 7 lần trước khi nói, tại sao làm vậy? Bởi vì lời nói ra có thể khiến người khác tổn thương, hơn nữa còn rước họa vào thân. Do đó, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng, khi nói cũng cần phải lưu lại cho bản thân một đường lui, đừng nói hết lời. 2. Đừng hành sự đến tột cùng. Có một ngôi chùa nọ, hương họa thịnh vượng quanh năm, vì thế mà đã thu hút kẻ trộm tiền nhang đèn tìm đến. Tuy nhiên, mỗi đêm chủ trì ngôi chùa lại lặng lẽ mở khóa, tháo then cài cửa sau cửa chùa để giúp cho kẻ trộm có thể dễ dàng trốn thoát. Khi bị những người khác phàn nàn, chủ trì nói, một người phải đi ăn trộm, rất có thể họ đang gặp khó khăn nên mới đưa ra hạ sách này. Lời khuyên này truyền đến tai kẻ trộm, chẳng những tiền nhang đèn không bị lấy đi nữa, mà số tiền đã mất lại được trả về không thiếu đồng nào. Người sống trên đời, hôm nay có thể mọi sự đều thuận lợi, nhưng ngày mai rất thể phải đối diện với khổ nạn khốn cùng. Do vậy, trước mỗi sự việc, nếu có thể tha thứ được cho người, thì nên tha thứ. Đây cũng là hành động lưu lại cho bản thân, một đường lui, cuối cùng sẽ đắc được phúc báo. Trong đối nhân xử thế, đừng hành sự đến tuyệt đường, hành sự nên lưu lại cho mình một đường lui. Để sau này không phải khó xử, chừa lại cho người một đường lui, cũng chính là lưu lại cho bản thân một đường sống. 3. Đừng lấp đầy dục vọng. Có một mục tin đăng trên báo như thế này, một cô gái tên là Tiểu Lộ, 26 tuổi, người ở Hàng Châu, trong mắt bạn bè. Cô là một tiểu thư giàu có, mỗi khi nhìn thấy món đồ xa xỉ mà bản thân yêu thích, cô liền mua ngay. Không chỉ vậy, cô sẵn sàng bỏ ra 720.000 tệ để đến Thượng Hải làm phẫu thuật thẩm mỹ, chi 2 triệu tệ cho viện thẩm mỹ để chăm sóc sắc đẹp cho bản thân. Không chỉ vậy, cô còn bay đi khắp thế giới, dấu chân cô đã đặt đến nhiều nơi hẻo lánh. Cô từng là nhân viên kinh doanh bất động sản, lương hàng năm lên đến 20.000 tệ, nhưng số tiền ít ỏi này không đủ để cô chi tiêu hàng ngày. Do vậy, cô còn vay mượn bạn bè để tiêu pha một cách phung phí. Cuối cùng, cô không thể trả nổi các khoản nợ của mình, hơn nữa còn bị các chủ nợ báo cảnh sát. Lúc kiểm kê tài sản cùng nợ, khoản nợ của cô lên đến 300 triệu tệ. Có một câu cổ ngữ rằng, dục vọng lớn bao nhiêu, đường đời ngắn bấy nhiêu, nếu một người sống không biết đủ, mơ tưởng hảo huyền, đến cuối cùng thì chẳng đạt được thứ gì. Nếu một người không biết cách kiềm chế dục vọng của bản thân thì nhất định sẽ gặp tai họa. Đối mặt với cám dỗ, học được kiềm chế bản thân thì mới có thể an nhiên tự tại. Một người khi muốn thỏa mãn dục vọng mà trở nên tham lam, chính là lúc người này bắt đầu rơi xuống vực thẳm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị
đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.